Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị Thái Lan của tác giả Dương Hành Triệt do Thi Hương dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 6, rừng sâu vạn độc, 1. Ở Thái Lan có một nghi thức rất thần bí, khi trong nhà ai đó có người mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa hoặc rơi vào tình cảnh nguy cấp người cao tuổi nhất trong nhà sẽ từ bỏ sinh mệnh, đi vào rừng vạn độc rồi không bao giờ trở ra nữa. Sau khi trưởng lão đi rồi, bệnh hiểm nghèo hoặc mối nguy hiểm sẽ tự hết chỉ sau vài ngày. Còn họ đã làm những gì trong rừng, không ai biết được. Chỉ những ai từ 70 tuổi trở lên mới có thể nhờ A Chan áo đen bày cho phương pháp này để bảo vệ người nhà. Họ luôn giữ bí mật tuyệt đối về phương pháp này. Có trưởng lão khi ra khỏi chùa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần giống như vừa trải qua chuyện gì đó kinh hoàng lắm. Một, sau khi cha lơm đi khỏi, không còn thấy cậu ta quay lại nữa. Mà căn phòng ký túc xá này cứ như bị quỷ ám, chỉ còn mình tôi ở. Những sinh viên khác cũng dần né tránh ánh mắt của tôi, không còn thân thiện với tôi như trước. Tuy tôi không rõ nguyên nhân nhưng chắc chắn có liên quan tới nửa tháng hôn mê của tôi nhớ lại những chuyện rùng rợn đã xảy ra từ sau khi bầy rắn bị thiêu chết trước cửa ký túc xá. Tôi không thể khẳng định có phải chúng là những giấc mê sảng trong cơn sốt ly bì mà cha lâm nói không. Hay những chuyện đó đã xảy ra thật, nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn không muốn chấp nhận một sự thực như thế này. Thì thoảng, tôi lại lôi từ trong góc cùng của tủ quần áo ra một túi vải, cẩn thận mở ra, nhìn đờ đẫn vào mảng da rắn bên trong, mảng da mà tôi đã nhặt được dưới gầm giường của cha lơm. Cứ thế hơn nửa tháng trôi qua, sức khỏe tôi đã hồi phục đáng kể, tinh thần cũng dần dần bình ổn trở lại. Nhưng những ấn tượng kinh hoàng vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi. Thời gian có lẽ chính là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Và lại tôi cũng rất muốn chôn tránh ký ức đáng sợ ấy nên tôi cũng cố học cách lãng quên, quên đi tất cả những chuyện đã từng xảy ra. Chỉ những đêm khuya thanh vắng, một mình nhìn chân chân lên trần nhà, vô tình liếc sang chiếc giường trống trơn của cha lơm, tim tôi mới đập thình thịch bất an. Tôi buộc phải tìm mọi cách để dục mình đi vào giấc ngủ hoặc bật đèn học thâu đêm để phân tán sự chú ý. Cái chết của Uông Sa, cảnh sát Chiêng Mai cũng không đưa ra được kết luận gì, sự việc cũng dần chìm vào quên lãng. Tôi chỉ biết nhà trường đã hỗ trợ gia đình Uông Sa một khoản tiền khá lớn. Hôm đó, Mẹ Uông Sa đích thân dẫn theo đứa em trai gầy gò của cậu ta tới nhận tiền rồi thẫn thờ ra về. Tôi không thể nào quên được hình ảnh bà mẹ Uông Sa dẫn theo cậu em trai bước ra khỏi cổng trường. Bà ngoảnh đầu nhìn lại ngôi trường với ánh mắt tràn đầy oán hận. Ánh mắt ma quái đó khiến tôi không rét mà run. Thời gian lâu dần, đám bạn học đã không còn lần tránh tôi nữa, bắt đầu trò chuyện thường xuyên với tôi. Tôi có cảm giác mình đã quay trở về với khoảng thời gian mới đến Thái Lan nhưng họ không bao giờ đặt chân vào phòng ở của tôi, giữa chúng tôi có kẻ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình khó nói. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 6, Rừng Sâu Vạn Độc 2 2. Phương pháp giáo dục của Đại học Chiêng Mai là ngoài những môn học bắt buộc, sinh viên còn có nhiều môn tự chọn, nơi học là những giảng đường độc lập nối liền nhau. Sinh viên hàng ngày đều lên giảng đường đúng giờ, ngồi ngay ngắn chờ giáo viên tới giáo viên luôn chào hỏi nhân viên rất lịch sự, khác hẳn với ở trong nước. Đất nước Thái Lan có sự phân biệt giàu nghèo nghiêm trọng. Nếu như thi đỗ vào được đại học, con em gia đình khó khăn coi như sẽ thoát khỏi được cuộc sống đói nghèo nên họ học hành rất chăm chỉ, mong sao thuận lợi tốt nghiệp để kiếm một công việc ngon lành. Hôm đó, như bao ngày bình thường khác, tôi mang ba lô đầy nhóc sách vừa tới giảng đường, gặp bạn quen đều chắp tay cúi đầu, mỉm cười chào hỏi lúc này đã là giữa hè cây nắng thiêu đốt như muốn hun chín da thịt tôi còn chưa tới giảng đường chán tôi đã dịn đầy mồ hôi nhưng tôi lại rất thích thời tiết nóng ẩm với ánh mặt trời chói trang này bởi nó tràn trì năng lượng và sức sống nó giúp tôi quên đi cái cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo của bộ da rắn vào tới rảnh đường giảng viên đã lên lớp trên bảng đen vẽ một sơ đồ cấu tạo cơ thể người tôi tiến lại chỗ ngồi quen thuộc người thái lan rất nề nếp chỗ ngồi trong giảng đường gần như là cố định rất hiếm khi ngồi tranh chỗ người khác giảng viên tên là doang giảng dạy môn giải phẫu cơ thể người hôm nay học về lý thuyết thầy giảng xong phần lý thuyết sẽ tới thực hành tôi hơi hồi hộp nhưng cũng hơi phấn chấn thầy doang giảng giải cho chúng tôi về lý thuyết giải phẫu các sinh viên cắm cúi ghi chép rất chăm chú thưa thầy một nữ sinh ở hàng ghế phía trước tôi dè dặt đứng dậy Em, em thấy hơi mệt, xin thầy cho phép em về ký túc xá nghỉ một lát. Thầy Doang quan tâm hỏi, cha, em không sao chứ? Cô nữ xinh khẽ dùng mình, hát hơi liền hai cái, ngần ngại nói, chắc em bị cảm, nghỉ ngơi một lát chắc sẽ đỡ. Em xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới bài giảng của thầy. Thầy Doang gật đầu, hỏi cả lớp, có ai ở cùng phòng cha, đưa bạn ấy đi khám được không? câu hỏi này khiến cả lớp cười ồ với họ bệnh cảm thì tự xử được việc gì phải đi khám thầy doang chỉ cười không nói gì nữa cô bạn ngồi bên cạnh patra cũng thu dọn sách vở đưa patra ra khỏi giảng đường tôi nhận ra khi patra đứng dậy trông cô có vẻ loạng choạng khi bước ra khỏi giảng đường gần như phải dựa hẳn vào cô bạn tôi còn loáng thoáng nhìn thấy cánh tay màu đồng của patra dường như nổi lên một vệt tím xanh vệt tím xanh đang từ từ lan rộng, đầu tiên là một hình tròn bất quy tắc, từ đó vươn ra rất nhiều đường mảnh chằng chịt như dâu chạy lan ra xung quanh. Bên trong hình tròn sần lên những cái đốm nho nhỏ, giống như, giống như một mảng vẩy rắn. Ngoài tôi ra, cũng có một ánh mắt khác nhìn theo Pacha. Thầy Doang quay sang nhìn tôi, hình như ông cũng phát hiện ra tôi đang nhìn Pacha, ánh mắt ông dán chặt vào tôi như muốn biết điều gì đó đụng phải áng mắt ấy, tôi bỗng dùng mình ớn lạnh. Ánh mắt của thầy Doang sắc lạnh âm trầm, khiến tôi sực nhớ tới một người đã gần như quên lãng, cha lơm. Phịch một tiếng, hình như sau linh tôi có ai vừa ngã xuống. Tôi vội vàng quay đầu lại, một cậu sinh viên mặt tím ngắt đang nằm dưới đất, khóe mi anh sùi bọt xanh đen, trên cổ ngoằn ngoèo những vệt tím tái. Cả lớp ồ lên như chợ vỡ, những cậu sinh viên xung quanh cuống quýt kéo cậu ta dậy, đưa tới phòng y tế của trường. rất nhiều sinh viên bắt đầu hát hơi liên tục, nước mắt nước mũi tèm lem. trên cơ thể họ cũng nổi lên những vệt tím xanh, trên những phần da lộ ra ngoài nổi lên từng màng sần sùi như da rắn. giống hệt như một loại virus khủng khiếp lan truyền với tốc độ chóng mặt. người trong phòng học theo nhau hát hơi ẩm ĩ, hết người nọ đến người kia ngã xuống. có người co quắp run rẩy như đang khỏa thân nằm trong tuyết, cả người run lên cầm cập giảng đường vô cùng hỗn loạn, các nữ sinh kêu ré lên sợ hãi, các nam sinh chen lấn xô đẩy nhau chạy ra ngoài. Còn một số người mặt trắng bạch quỳ ở dưới đất, chắp tay lầm rầm cầu khấn gì đó mà tôi nghe không hiểu. Chẳng mấy chốc, hầu như tất cả sinh viên trong giảng đường đã đổ vật xuống đất, chỉ còn hai người đang đứng chơ chơ, là tôi và thầy Doang. Trong cơn hỗn loạn, tôi loáng thoáng nghe thấy có người gào lên một tiếng, ma cỏ. Những miền linh dị Thái Lan. Dương hành triệt. Chương 6: rừng sâu vạn độc 3. 3. Trường học đã giấu nhẹm sự việc này, là trường đại học y nổi tiếng ở Thái Lan, trang thiết bị và điều kiện chữa trị cho sinh viên đương nhiên cũng tân tiến nhất. Nhưng lát người thoát nạn hiếm hoi, tôi đã hiểu thế nào là cảm giác của một người bình thường ở trong trại tâm thần. Toàn bộ sinh viên và giảng viên trong trường đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạ kỳ như thể tôi là quái vật từ hành tinh khác trên giảng đường các sinh viên khác thà ngồi chen chúc một chỗ cũng không muốn ngồi cạnh tôi mỗi lần nhìn khoảng không gian trống trải xung quanh trong lòng tôi chua chát không nói lên lời đôi lúc tôi chỉ ước sao tôi cũng nổi ra rắn sùi bọt mép ngã lăn quay giống họ rồi được nhà trường chữa trị tận tình lại ba ngày nữa trôi qua cây nắng ở thái lan vẫn như thiêu đốt nhưng lòng tôi ngày càng giá lạnh thậm chí đã manh nha ý định bỏ học về nước tôi sắp chịu hết nổi rồi ngoài vài sinh viên bệnh tình nghiêm trọng hơn cả vẫn phải chữa trị, còn thì hầu hết đã bình phục. Nhưng dù ngày thường nhiều chuyện đến đâu, giờ cứ hỏi đến chuyện này là họ câm như hến cứ như đã giao ước với nhau từ trước. Có điều, ánh mắt họ nhìn tôi lại lóe lên một vẻ thù hận khó hiểu. Tôi cũng ngẫm nghĩ về sự việc này, khả năng lớn nhất là cha lơm đã trở về, nhưng nghĩ lại thấy cũng chưa hẳn. Dù tiếp xung với cha lơm không nhiều nhưng cậu ta không phải là người xấu, nếu không thì đã chẳng chữa bệnh cho tôi mấy ngày hôm nay ngồi học mà đầu óc tôi lơ đãng đến tận đầu đâu cứ thấy ong ong khó chịu tới tiết ba bốn hôm nay một người nữa cũng không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh kỳ quái kia thầy doang không thấy lên lớp đám học sinh bắt đầu xì xầm bàn tán cho tới khi thầy hiệu phó bước vào lớp nói nhà thầy doang có việc bận sẽ nghỉ vài hôm cả lớp bèn giải tán ra về Tôi cứ ngồi im trong giảng đường cho tới khi chỉ còn trơ lại một mình. Tôi thở dài sơn sượt, thu dọn sách vở, quay trở về ký túc xá. Đứng trước cửa phòng ở, đưa tay đẩy cửa, tôi mới nhận ra cửa chỉ khép hờ. Cha lơm! Đang do dự có nên bước vào phòng không, tôi bỗng người thấy mùi thức ăn thơm nước bay ra. Là mùi thịt bò thơm lừng pha lẫn mùi thanh thanh của mì, còn loáng thoáng cả mùi hành hoa. Người này sành ăn và tinh tế lắm đây. Đúng vậy, là mùi mì ăn liền. Có một người hễ nấu mì thì nhất định phải cho hành hoa. Còn ai vào đây nữa? Thần bạn thân nhất của tôi, Nguyệt Bính. Tôi mừng hú xô cửa chạy vào, thấy một cậu thanh niên gầy nhom đang ngồi thu lu trước cái nồi đặt trên bếp cồn xanh lét. Từng sợi mì mập mạp đang nhào lộn trong nồi, anh chàng cầm hai quả trứng gà đập vào miệng nồi, lòng đỏ lòng trắng nhảy gọn gàng vào trong nồi. Nước trong nồi đỏ rực những ớt, đây chính là món mì cứ ăn là khóc nổi tiếng trong ký túc xá của chúng tôi hồi trước nguyệt bính thằng chết toi mày biến đi đâu thế hả tôi vừa vơ lấy đôi đũa vừa rú lên ầm ĩ hôm đó tao ngủ quên đằng nào cũng lỡ rồi thế là chuồn sang tây tạng chơi một chuyến xem có kiếm được con chó ngao tây tạng sao chính cống nào không tây tạng thì làm quái gì có sóng mãi mấy hôm trước mới có tín hiệu thấy nhà trường báo nếu không về thì xóa tên tao phải dấm dúi ối tiền mới giải quyết xong đấy xong chuyện thì tao tới thái lan hội quân với mày luôn nguyệt bính thủng thẳng mốc mì ra bát sao theo như những gì mình biết thì ngao tây tạng là một giống chó quý hiếm sống trên dãy núi himalaya và có giá thành đắt nhất trên thế giới ngoài vẻ hung dữ hiếu chiến thì giống chó này cực kỳ trung thành cả đời chỉ nhận một chủ tôi nghe mà cạn lời nhưng nghĩ lại đây cũng là phong cách hành sự của Nguyệt Bính từ trước tới nay. Nó là dạng công tử lắm tiền, cứ nổi hứng là sách ba lô lên rồi đi, tính cách cũng rất tùy hứng. Tôi đã tới nhà nó vài lần, như một cung điện, đồ cổ tranh cổ la liệt. Gặp nó ở đây làm tôi vui mừng quá đỗi, tôi vừa xì sụp lùa mì, vừa kể liền một mạch những chuyện ly kỳ quái gở từ lúc tôi đặt chân tới nước Thái Lan cho nó nghe. Cứ thế thao thao đến hơn nửa tiếng đồng hồ, dã cả hỏng. Nguyệt Bính chẳng nói một lời, cứ im lặng nghe tôi kể. Tới đoạn các sinh viên trong lớp bị mắc bệnh kỳ quái thì nó đứng bật dậy, chồng luôn ba lô lên vai nói. Đi! Tôi ngớ người, đi đâu? Nguyệt Bính trợn mắt nhìn tôi, dừng vạn độc chứ đâu nữa. Tôi càng sửng sốt, mày điên à? Mày thích thì đi một mình đi, tao chết cũng không đi. Mà tới đó để làm gì? Cái đồ óc bã đầu, nếu đúng là căn bệnh giống như mày đã mắc thì chỉ có người trong làng rắn rừng vạn độc mới chữa nổi thôi. Nguyệt Bính túm tay tôi lôi đi phăm phăm. Tôi gắng sức rằng ra, này ông lớn Nguyệt, động não một tí đi. Lần trước tới đó đầu óc tao mụ mị, có nhớ đi đường nào đâu, mà có nhớ tao cũng không đi. Tao còn trẻ, chưa muốn làm mồi cho cá sấu. Mày có phải đàn ông không thế? Nguyệt Bính ném cho tôi một điếu thuốc. Tôi châm lửa rít một hơi, Thế cũng phải hỏi. Thế có đi hiếm? Không. Mày có phải đàn ông không? Đương nhiên. Thế có đi hiếm? Không. Mày không đi, tao đi. Nguyệt Bính không đôi co với tôi nữa, khoác ba lô đi thẳng ra ngoài. Tính khí của thằng danh này lúc nào cũng thế, muốn đi lát đi luôn, không ai can nổi. Tôi đứng được ra trong phòng một lúc rồi nghiến răng chạy theo ra ngoài, Nguyệt Bính. Đợi tao đã có đi thì cũng phải chuẩn bị lương khô đồ lề đã chứ. Tao đi xa thường xuyên, ba lô lúc nào trả sẵn. Lương khô ấy à, mì ăn liền nấu với thịt rừng, quách xà lách đấy. Nguyệt Bính quăng lại một câu xanh dờn. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. chương 6, rừng sâu vạn độc, 4. 4. Thì thụt dẫm lên đám lá mục trên mặt bùn nhão, chốc chốc lại thấy bọt khí sủi lên nhấc chân lên cũng chật vật vì dính bùn lép nhép tôi ngẩng đầu nhìn tán lá rậm rì che kín cả bầu trời và cành cây đan sen như dệt rắn mối bỏ loang quang khắp nơi bực bội kêu lên nguyệt bính tao đã bảo đừng có đi rồi mà mày cứ đòi đi đây là ngày thứ ba kể từ hôm chúng tôi bước chân vào rừng vạn độc chẳng thể trông chờ vào khả năng dẫn đường của tôi lần trước tới đây đầu óc tôi mụ mẫm chỉ nhớ loáng thoáng là cứ đi thẳng về phía mặt trời lặn con dọc đường rẽ ngoặt vào đâu đi đứng thế nào tôi chẳng chốt ấn tượng tìm một ngôi làng bé nguy hạt vừng trong rừng vạn độc mênh mông chẳng khác nào mò kim đáy bể e là kim còn chưa mò thấy chúng tôi đã về chầu diêm vương cả rồi may mà nguyệt bính rất giàu kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại cứ thế từng từng tiến vào rừng dù gặp phải vài mối nguy hiểm lặt vặt nhưng nó chẳng để tâm đáng sợ nhất là một lần tôi thụt chân xuống bãi lầy vèo cái bùn đã ngập ngang bắp chân, cảm giác còn con gì đó trơn nhảy luồn qua luồn lại. Tôi thì hoảng loạn dẫy rủa Nguyệt Bính thì thản nhiên bảo tôi thả lòng người, nằm ngửa xuống mặt bùn đợi nó. Rồi nó leo lên cây, lấy thừng ni lông kết thành thòng lọng trồng chéo vai tôi, đầu dây còn lại vắt lên cành cây rồi buộc chặt quanh lưng nó. Xong xuôi, nó nhảy đánh ào từ trên cây xuống, khi nước bùn đã dì vào tay tôi, nó đã lôi bật được tôi ra khỏi đầm lầy tôi được cứu sống nhưng suýt bị sợi dây thừng ni lông siết tắt thở vào lúc bị lôi khỏi mặt bùn tôi thấy người mình sắp đứt thành hai đoạn qua chuyện này tôi dứt khoát không chịu đi tiếp nữa nhưng nguyệt bính lại dáng cho tôi một đòn đằng nào cũng lạc đường rồi cứ đi bừa đi biết đâu lại thoát chứ cứ ngồi lì đây thì chỉ có nước biến thành xác khô nguyệt bính tôi sờ vào cánh tay đầy vết cành cây cào ứa máu Tao thà ngồi đây làm xác khô cho xong, không đi nổi nữa rồi. Nguyệt Bính cất con dao phạt cây đi, ngồi tựa vào gốc cây, thế nghỉ tí vậy. Tôi châm một điếu thuốc, lôi bình nước quân dụng ra uống vài ngủm, đặt phịch mông xuống đất bỗng thấy dưới lớp lá có thứ gì đó cộm cộm, bèn tiện tay sờ xuống moi lên, lập tức rú lên hãi hùng. Là một khúc xương, trên tán cây, một bầy chim kinh hãi bay đi rào rào, đập cánh tán loạn. Tôi nhảy dựng dậy, lớp lá dưới đất dính hết vào mông quần, để lộ một bộ xương hoàn chỉnh phía dưới. Có lẽ do lâu ngày quá rồi nên bộ xương đã ngà thành màu xanh thẫm, trong hốc mắt trống hoắc ngọ nguậy con rết to đùng, lồng ngực đã bị bộ mông tôi chèn bẹp, chỗ xương vỡ nhờ nhờ ánh lân tinh. Tôi khiếp đảm chạy té ra xa, nhưng Nguyệt Bính lại ngồi thụp xuống, nhặt lấy một cành cây gầy gầy vào bộ xương, bí ngô này, cái làng rắn mà mày kể ấy, chắc là ở gần đây thôi. Tôi thấy vậy thì nôn thốc nôn tháo, hồn hển hỏi, tại sao? Nguyệt bính bới hết lá cây sang một bên, may lại mà nhìn này. Tôi cố nén cơn buồn nôn, dịch lại gần đó và đã nhìn thấy chỗ bất thường. Nửa thân trên của bộ xương là một người đàn ông trưởng thành, vẫn còn nguyên vẹn nhưng nửa thân dưới lại giống như là đập vụ xương chân rồi chắp bừa lại với nhau. Vô số màu xương ghép lại thành một cái trụ dài ngoằng, giống như xương sống mọc dài ra từ xương cụt. Tôi nhớ tới chiêu mơ, cậu ta vẫn có hai chân bình thường mà. Còn cái tối hôm đó, có phải người trong làng biến hết thành rắn hay không? Tôi vẫn chưa thể khẳng định được đó là sự thật hay ảo giác. Tại sao ở đây lại có bộ xương kỳ quái thế này? Đây chính lác diện mạo thực sự của người trong làng rắn. Tôi dùng mình ớn lạnh. Trời sắp tối rồi, đêm nay nghỉ ở đây thôi. Nguyệt Bính nhìn hút vào trong cánh rừng, nói. Nam, không thể phủ nhận, kinh nghiệm giã ngoại của Nguyệt Bính rất hữu ích. Vạt cây cỏ vốn ẩm ướt và móc meo, nhìn đã không muốn ngả lưng nhưng nó rút ra cái sẻng công binh bỏ túi, ngoay ngoáy đào một cái hố nhỏ hình vuông mỗi cạnh gần 2 mét. Đất đào lên chất đống quanh hố, sau đó nhặt nhạnh cành khô bỏ xuống hố đốt lên. Cho tới khi mặt đất khô rang, đất đắp xung quanh bốc khói trắng nghi ngút, nó mới dập lửa và dàn đều tàn cho dưới hố, rồi lại gạt đất đắp xung quanh lên trên, trên cùng trải chiếu quân dụng. Nằm lên trên đó ấm thực sự như nằm trên giường lò, khá là dễ chịu. Để đề phòng trùng độc mò vào, Nguyệt Bính còn rắc một vòng lưu huỳnh xung quanh cái giường lò. Việc còn lại chính là thoải mái nằm trên đó tán dốc tới khi ngủ thiếp đi. Tôi gối đầu lên cánh tay, ngắm nhìn những vì sao thấp thoáng qua kẽ lá, chợt nhớ tới bộ xương kỳ quặc trong lòng lại gợn lên chút hoang mang, nguyệt bính, mày bảo đấy có phải là người không? Tao biết thế quái nào được, nguyệt bính ngậm một cọng cỏ trong miệng, tao chỉ cảm thấy cái làng của cha lơm cách đây không xa. Tôi hít sâu một hơi, không khí trong mát khiến tôi tỉnh táo trở lại, mày định lòe tao phải không? Tao từng đến đó rồi mà chẳng có cảm giác gì nữa là mày. Tao chẳng biết nói thế nào, cảm giác ấy lạ lắm, diệu kỳ lắm. Nguyệt Bính thở hắt ra. Thế còn người đỏ của mày đâu rồi? Sao lại đen xì thế kia? Mày có đeo kính áp tròng khốc đấy? Tôi đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Nguyệt Bính thình lình ngồi bật dậy, nhìn về phía rừng sâu. Hành động đột ngột của nó lại khiến tim tôi muốn nảy ra ngoài. Đang định hỏi, bỗng Nguyệt Bính đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, nghe thấy không? Hình như có tiếng động. Tôi thầm nghĩ, giữa rừng rậm chứ có phải ngoài chân không đâu, có tiếng động là bình thường, việc gì phải nhớ nhác thế? Nhưng tôi cũng dòng tay lắng nghe một hồi, ngoài tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm, làm gì có âm thanh nào khác. Nghe cho kỹ đi, nghe theo tiếng gió ấy." Nguyệt Bính đứng dậy, cầm đèn pin quét loạn lên. Luồn sáng thoát dài thoát ngắn, lúc xuống đất lúc lên cây, chẳng thấy gì, cả nhưng cảm giác thật rùng rợn. Đột nhiên, khi luồng sáng đèn pin quét qua một cái cây Hình như tôi nhìn thấy thứ gì đó đang di chuyển. Nguyệt Bính cũng đã phát hiện ra, vội vã chiếu đèn pin trở lại và nhìn thấy một khối đen kịt dừng lại trên cây. Nguyệt Bính vội xoáy rộng vòng sáng của đèn pin. Tôi đã nhìn rõ, đó là một cái mặt người cực to. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 6: Rừng sâu vạn độc năm. 6. Vòng sáng đèn pin bao trùm lên toàn bộ cái mặt thân cây đường kính phải hơn 2 mét, nhưng bộ mặt người kia đã chiếm 3 phần tư thân cây, mắt mũi mồm miệng cực kỳ rõ nét. Tôi sực nhớ tới những truyền thuyết về yêu hoa, yêu cây trong liêu trai trí gì. Chẳng lẽ cái cây to đùng kia đã hóa thành yêu quái thật rồi? Ban ngày mày có để ý không? Nguyệt Bính tiến lại gần thân cây có bộ mặt người. tào nhờ cái cây này có gì khác thường đâu. Tôi không khỏi khâm phục sự to gan của Nguyệt Bính, cũng thấy vững tâm hơn đôi chút. Nguyệt Bính, chưa rõ thế nào, đừng có lại gần. Nó ăn thịt được tao chắc, Nguyệt Bính tưng tửng, rút dao ra cầm tay. Tôi cuống lên, ngộ nhỡ nó là yêu quái thành tinh thật, mày có dao cũng vô ích. Mày tưởng đấy là vòng kim cô của tôn ngộ không chắc. Vừa nói tới đó, tôi bỗng thấy cái mặt người động đầy. Hai hàng lông mày nhúc nhích kéo dài sang hai bên rồi lại rụt về. Gương mặt mới đầu có hình bầu dục, giờ cái cằm từ từ nhọn hoắt gương mặt kéo ra dài ngoằng ngoẵng, trông lại càng kinh dị. Từ trong con mắt bên tay trái rỉ ra một dòng đen đặc, chảy xuống bên miệng, trông nhem nhuốc như một gã hề. Ghê rợn hơn nữa là cái miệng từ từ nhạch ra rồi bật cười với chúng tôi. Tiếng cười mỗi lúc một thêm rồn rập và vang vọng, giống như là có hàng nghìn, hàng vạn con ong đa bê dê bay qua bay lại bên tai. Bộ mặt người đã bày ra đủ các hình thù kỳ quặc. Rợn người nhất là có lúc, bộ mặt nhũn xuống long thóng như tan chảy hoàn toàn nhưng thoát cái lại hồi phục như cũ. Tôi bịt chặt hai tay, run lên cầm cập. Nguyệt Bính hai mắt trợn từng nhìn vào bộ mặt, miệng lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên cắm đầu chạy bổ về phía cái cây. Tôi còn chưa kịp định thần, Nguyệt Bính đã chạy tới trước thân cây, nhưng nó bỗng cúi gập người xuống như thể bị ăn một đấm giữa bụng. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, cũng chạy lao lại, bị một cành cây gãy quẹt rách cả bắp chân, đau rát đứng im nguyệt bính cúi gập người chỉ vào thân cây kêu lên tôi tiến lại gần quan sát bỗng phá lên cười sằng sặc làm gì có bộ mặt người nào chỉ có một đàn kiến đông nghịt đang bò trên thân cây tạo thành hình mặt người hoàn toàn là ngẫu nhiên mà thôi nhưng bọn kiến lại không hề nhỏ cái bụng tròn xoe phải to bằng cả con ruồi bò đi chen trúc cắn rào rào vào thân cây tôi thấy may mắn vì mình không mắc hội chứng sợ lỗ nếu không hiệu quả thị giác này đủ để ám ảnh tôi cả đời nhưng tôi vẫn thấy hơi lấy làm lạ tại sao bầy kiến lại đua nhau gặm thân cây trông chúng chẳng hề giống mối đây là loài kiến đặc trưng của vùng á nhiệt đới gọi là kiến lửa lớn chủ yếu hút máu động vật để sống đương nhiên cũng gồn cả máu người nguyệt bính cẩn thận cầm lấy cành cây khiêu lấy một con bóp khẽ bụp một tiếng bụng kiến vỡ toác bắn ra một dung dịch lỏng toàn màu đỏ sự việc có vẻ quái lạ đây. Nguyệt Bính cầm cành cây quệt vào đàn kiến khiến chúng rơi lả tả xuống đất. Trên đoạn thân cây tụ đầy những kiến lộ ra một vết rạch rất sâu, bên trong là vết máu khô. Nguyệt Bính khều lấy một chút máu khô đưa lên mũi người, lại lè lưỡi ra liếm, đây là máu người. Không hiểu tại sao, hành động của Nguyệt Bính lại khiến tôi cảm thấy quá đỗi xa lạ. Dường như nó không còn là thằng bạn Nguyệt Bính mà tôi quen biết, mà do ai đó cải trang thành. Bởi Nguyệt Bính tuy hiểu biết khá nhiều nhưng hành động vừa nãy trông chuyên nghiệp quá, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi về nó. Tôi lại đột một nhận ra, Nguyệt Bính nổi hứng mà chạy vào rừng vạn độc, nhưng hễ gặp vai tình huống gì, trong ba lô của nó cũng luôn có sẵn vật dụng cần thiết để ứng phó. Điều này không thể nào giải thích được bằng câu tao đi xa thường xuyên, ba lô lúc nào trả sẵn lại chỉ mới nghe tôi kể chuyện mà đã khăng khăng vào rừng vạn độc ngay hoặc là đã to gan quá mức hoặc là đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước vậy thì tại sao cứ nhất định phải kéo tôi vào nó đã chuẩn bị sẵn sàng để tới rừng vạn độc còn tôi chỉ là một quân cờ hoặc là người dẫn đường cho nó tới làng rắn nghĩ đến đây tôi bỗng khắp người lạnh toát thật ra mày là ai thế tôi lùi lại hai bước cảnh giác hỏi nguyệt bính sững sờ ánh mắt bỗng trở nên vô cùng quái lạ, nhìn chằm chằm vào tôi rồi tình lình lao bổ về tôi. Tôi trở tay không kịp, bị nó đẩy ngã nhào. Mày cút đi, tôi đạp cho nó một cú thẳng cánh. Nguyệt Bính gồng tay phải kẹp chặt lấy chân tôi, tay trái móc dao gam đâm xuống cẳng chân tôi. Thôi xong, tôi bùn rùn tay chân, thế là cuộc đời trai trẻ của tôi sẽ phải kết thúc trong cánh rừng vạn độc. Bắp chân dội lên một cơn đau kịch liệt nguyên một miếng thịt đã bị nguyệt bính xẻo đứt lìa, máu tươm ra đầm đìa. Những miền linh dị Thái Lan. Dương hành triệt. Chương 6, rừng sâu vạn độc, 6. 7. Mày bị rạch rách chân lúc nào thế? Nguyệt Bính lôi thoăn thoắt từ trong ba lô ra một chai rượu trắng, đổ thẳng vào vết thương của tôi. Cơn đau rát khủng khiếp khiến tôi suýt nữa chết ngất. Tôi rú lên thảm thiết, run lên bần bật, còn nó khẩn trương lấy bông băng ra băng bó vết thương cho tôi một cách thuần thục chân mày chảy máu dòng dòng thê a này mà đến gần bọn kiến lửa thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết nguyệt bính vẩy nốt chai rượu thừa xuống đất kiến chui vào chân mà mày không biết là. tao mà không mau tay gầy con kiến từ trong vết thương của mày ra thì nó khoét vào tận xương mày rồi đấy giờ tôi mới nhận ra bầy kiến lửa đang bò nhung nhúc về phía tôi như một dòng suối đen ngòm bị rượu mạnh cản đường bèn vòng sang hai bên mà đi. Nguyệt Bính đỡ tôi quay vào trong vòng lưu huỳnh rồi mới hổn hển nói, vừa nãy mà tao không kịp phát hiện ra thì cái chân của mày giờ này trơ xương rồi. Tôi kinh hãi quệt mồ hôi, nhìn ra ngoài vòng lưu huỳnh, thấy bảy kiến lửa đã tràn tới bu kín. Chân tôi đau buốt từng cơn, trong lòng run rẩy. mày có phải là Nguyệt Bính không thế? Nguyệt Bính ngập ngừng một hồi lâu rồi mới lên tiếng, gác du long. Tôi ỉu xìu đáp lại, cô chủ quán. Gác Du Long là một quán ăn nhỏ nổi tiếng ở sau trường chúng tôi, nổi tiếng với món cá nướng. Tối tối, hai chúng tôi hay trèo tường ra ngoài đánh chén, uống say túy lúy mới mò về ký túc xá. Nhưng không phải vì chúng tôi ham hố gì uống rượu mà là vì cô chủ quán quá xinh đẹp. Dù không tòm tèm được gì nhưng nhìn thôi cũng thích. Thế sao tự dưng mày lại biết nhiều thứ thế? Có phải mày đã chuẩn bị từ trước là sẽ đến rừng vạn độc không? Tôi chắc chắn người đứng trước mặt chính là Nguyệt Bính, liền nói thẳng ra điều thắc mắc. Nguyệt Bính sờ sờ mũi, đây là động tác thương hiệu của nó, bí ngô, không phải tao muốn giấu mày đâu mà là không thể nói với mày được. Đừng sốt ruột, đợi lúc nào thích hợp tự khắc tao sẽ kể hết cho mày nghe. Câu trả lời của nó khiến tôi không thể hài lòng nổi, bèn cười khẩy nói, có phải đợi đến lúc tao mất xác trong rừng vạn độc thì mày mới đốt sơ nói với tao không à trên mặt nguyệt bính thoáng qua một nét giận dữ nhưng nó chỉ lắc đầu nói tao biết nếu tao là mày thì tao cũng không vui nhưng giờ thì đúng là không phải lúc mẹ kiếp cơn giận bùng lên ngùn ngụt trong lòng tôi nhưng chưa kịp chửi dứt câu bỗng nghe thấy từ xa vọng lại tiếng kêu thảm thiết tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng con người có thể phát ra tiếng kêu thê thảm đến vậy giống như tiếng gào khóc khi mất đi người thân yêu nhất, lại giống như tiếng rên la đau đớn khi phải chịu cực hình, càng giống như tiếng gào rú kinh hoàng khi phải chứng kiến sự việc ghê rợn nhất trần đời. Chỉ có một người đang gào rú, tuy âm thanh đã biến dạng hoàn toàn nhưng tôi vẫn nhận ra người này là ai. Cha lơm, từ phía xa vọng lại tiếng cành cây va đập rào rào, cùng với tiếng bước chân loạn choạng rồi một người nửa bò nửa chạy lao lại gần. Cảm nhọn hoắt, mặt trắng nhợt, mắt sáng rực, chính là cha lơm. Nguy hiểm, Nguyệt Bính hét lên, đừng lại gần. Hai tay và đầu gối của cha lơm đã mòn vẹt, lộ cả xương trắng, ánh mắt hoảng loạn, nghe thấy tiếng quát của Nguyệt Bính, cậu ta liền nhìn về phía chúng tôi. Đột nhiên, ánh mắt cậu ta trở nên sắc nhọn, độc địa, cậu ra rú lên một tiếng, hai tay khu khoáng loạn xả, lao bổ lại gần. Phía trước cậu ta, chính là bầy kiến lửa đông nghịt. Bảy kiến lửa lập tức bám vào chân cha lơm rồi bò lên khắp người cậu ta. Cha lơm kêu gào thảm thiết, ngã rúi rụi trước bầy kiến, trong chớp mắt đã chìm nhìm trong một tấm chăn lúc nhúc đen đặc, chỉ còn nghe tiếng gặp cắn rào rào sen lẫn tiếng rên rỉ yếu ớt, đồ lừa đảo, ác quỷ. Bàn tay cha lơm thò ra từ trong bầy kiến, năm ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm, rồi lại run rẩy mở ra. Lũ kiến bò lên sâu xé, chốc lát đã biến thành một đống xương trắng ẩn, tỏa ra ánh sáng nhờ nhợ như ánh trắng. Thị giác phải chịu đựng cơn kích thích bi thảm cực độ khiến tôi quên cả sợ hãi, cứ đứng chết sững tại chỗ, trong đầu chỉ còn nhớ đến giọng nói và nụ cười của cha lâm khi còn ở chung phòng với nhau, nước mắt tôi tố ra giàn rùa. Từ thảm sâu trong rừng rậm bỗng vọng lại mấy tiếng hú chói tai, giống như âm thanh được thổi ra từ ống sáo liễu bị hỏng. Bảy kiến lửa vừa nghe thấy lập tức đồng loạt rút đi, biến mất trong cánh rừng, chỉ để lại một bộ xương đã bị gặm nham nhở. Bộ xương này, từ thắt lưng trở xuống, là phần xương chân do vô số mảnh xương nhỏ hợp thành. Hai hàng nước mắt đọng lại dưới cằm tôi, mãi không rớt xuống. Nguyệt Bính lau khóe mắt, giọng nói có phần nghẹn ngào, bí ngô, có lẽ chúng ta đã bị lợi dụng rồi. Chuyện là thế nào, ngực tôi tức nghẹn đến không thở nổi, tôi gào lên tiếng rít gào mỗi lúc một dồn rập, bỗng dầm một tiếng mặt đất rung chuyển như sóng dội cứ như vừa có một vụ nổ lớn xảy ra nguyệt bính mặt mày biến sắc nhanh lên nếu không thì không kịp mất cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh holic audio những miền linh dị thái lan dương hành triệt chương 6, rừng sâu vạn độc 7. 8. tuy tôi không biết nguyệt bính nói vậy là có ý gì nhưng chắc chắn trong rừng đã xảy ra việc gì quái đản cha lơm chết ngay trước mặt tôi liệu có phải làng của cậu ta đã bị tấn công rồi tôi loạng choạng chạy theo nguyệt bính tầm tàn hai điếu thuốc phía trước mặt chúng tôi bỗng sáng quang đó là một ngô làng nhỏ nương vào vách núi trước cổng làng có hai pho tượng lạ lùng đây chính là làng của cha lơm tôi thấy có đến mười mấy hàng kiến lửa đen ngòm trôi ra từ trong bụi cỏ rào rào tiến vào trong làng như suối tuôn tiếng kiến bỏ đi trên mặt đất giống như tiếng thủy tinh vào vào tâm kính, nghe mà sờn gai ốc. Nhìn vào trong làng, loáng thoáng nhìn thấy bóng người hoảng loạn tháo chạy điên cuồng, có vài chiếc bóng tròn dài như roi, quất đồm đột xuống mặt đất khiến mặt đất rung lên từng chập. Đột nhiên, từ chính giữa làng có một con mãng xa ngỏng lên cao, thân thể to cỡ bánh xe ô tô, tỏa ánh lân tinh đen thẳm, gầm lên một tiếng giận dữ rồi lao lên phía trước, đuôi quẫy mạnh những ngôi nhà gỗ bị quật trúng, sập xuống huỳnh huỳnh. Bùn đất đùn lên thành một đám mây hình nấm như vừa trải qua một vụ nổ hạt nhân. Tôi không còn trông rõ tình hình trong làng nữa, chỉ thấy lờ mờ hình bóng con mãng xà đang quẫy nháo nhào trong bụi đất như thể đang vật lộn với thứ gì đó. Tim tôi bỗng thắt lại khi nhận ra con mãng xà có hai đầu mọc trẻ ra như cành cây. Là thần rắn hai đầu. Á, à, á. À trong làng vọng ra tiếng gào rú thảm thiết có mấy người chạnh choạng chạy ra phía cổng tay chân khua khoáng loạn xả đập túi bụi vào người trông như đang dập lửa bảy kiến tràn theo phía sau như lửa cuốn đuổi giết không buông tôi đã nhìn rõ trên người họ lồm mồm những kiến thịt ra lỗ chỗ máu tươi nhễ nhại khắp người trên người họ chi chít những lỗ thủng đẫm máu chưa kịp tới đầu làng đã ngã gục bảy kiến tràn lên như sóng chốc lát đã nhấn chìm toàn bộ. Chỉ nhìn thấy trong bầy kiến đen lúc nhúc, hình người vật vã dãy rùa, có mấy chiếc đuôi dài ngoãng thỏ ra, rũ rượi đập xuống, bay ra từng mảng xác kiến. Tiếng kêu gào mỗi lúc một yếu ớt, cuối cùng tắt hẳn. Bầy kiến lại quay về trong làng, chỉ để lại những bộ xương giống hệt như của cha lương. Hiểu rồi, tao đã hiểu rồi, Nguyệt Bính làm nhảm như mộng du, quỳ phịch xuống dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu vò rứt tóc. Cảnh tượng thê thảm trước mắt khiến tôi kinh hãi và đua xót đến tận cùng, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải than. Bí ngô, xin lỗi, khi Nguyệt Bính ngẩng đầu lên, tôi thấy mặt nó vằn vện nước mắt. Tao đã tin vào lời của hắn, tao. Hắn là ai? Tôi hỏi nhưng trong đầu đã sực nghĩ tới một kẻ. Giang, câu trả lời của Nguyệt Bính đã chứng thực cho phán đoán của tôi. Nguyệt Bính quệt mắt, mặt nó đen trắng loang lổ, trông hết sức kỳ dị, giờ tao không còn thời gian kể cho mày nghe nữa, nếu kịp, vẫn có thể cứu vãn. Theo sát tao, đừng chạy lung tung. Tôi chưa kịp hiểu rõ lời nó nói nhưng đã lờ mờ đoán ra, hẳn là giữa Nguyệt Bính và Doang đã có một giao kèo nào đó, hơn nữa, ông ta đã lợi dụng Nguyệt Bính. Chạy vào trong làng, đập vào mắt tôi là những ngôi nhà gỗ đổ sập, chỉ còn trơ lại những thanh gỗ nham nhở vài bộ xương vắt vẻo, mặt xương thủng lỗ chỗ như rắc vừng, mặt đất như vừa bị dòng nước tràn qua để lại từng vệt dài, là dấu vết của đàn kiến tràn qua. Khoảng sân chính giữa ngôi làng vẫn mù mịt bịt xương, trong tiếng gầm thét, tôi loáng thoáng nhìn thấy thần rắn hai đầu đang quay cuồng vật vã và còn có một cái bóng lờ mờ hình người. Sở dĩ tôi nói vậy là vì cái bóng to lớn hơn hẳn người thường, phòng to múc míp, khôn còn mang tỷ lệ bình thường của một con người trông như một võ sĩ sumo cỡ bự. Trong không khí sặc sụa mùi rắn tanh tươi cát bụi bay sộc vào mắt mũi khiến tôi ho lên sặc sụa. Nguyệt Bính hai mắt đỏ ngầu, lục tung ba lô tìm kiếm, thình lình giống lên một tiếng thảm thiết. Doạt một tiếng, mặt đất trên sân nứt toác ra một vệt ngoằn ngoèo như tia chớp, vơ hay rạch qua giữa chỗ chúng tôi. Tôi đứng không vững, loạn chọn suýt nữa ngã xuống khe, Nguyệt Bính nhanh tao kéo tôi lại. Tôi nhìn thấy cái khe sâu hun hút, khí lạnh bốc lên ngùn ngụt, cưa vào da thịt tôi cóng buốt. Tôi ngồi thụp dưới đất thở hồn hển. bỗng nhiên, tôi loáng thoáng nhìn thấy bên dưới khe nứt có một chiếc giường màu trắng gần như trong suốt, trên giường có một người đang nằm. Tôi tưởng mình hoa mắt, vội chớp mắt mấy cái nhìn lại, toàn thân bỗng nổi gai ốc rùng rùng. Đó không phải là một chiếc giường mà là một viên đá dài chừng 2 mét, rộng chừng nửa mét, Bề mặt bóng loáng như bôi mỡ, tỏa sáng lấp lánh. Trong quầng hào quang dập dờn như sóng, tôi đã nhìn thấy, con người kia không phải nằm trên đá mà là bị khảm chặt vào trong đó. Làn da màu đồng, mái tóc nâu dài đến ngang eo, khuôn mặt trái xoan thanh tú, hai mắt khép hờ, rèm mi rung rung như sắp sửa mở choàng ra. Cô gái này, tôi đã từng gặp. Nhưng tôi không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Đầu tôi như bị sét đánh trúng thần kinh tê liệt hoàn toàn, vô số mảnh vụn ký ức trôi qua vùng vụt trước mắt. Máy bay, cô gái, hành khách, cánh diều. Cánh diều, suy nghĩ của tôi lập tức bám lấy cánh diều ma quái, mỏng tang, vàng vọt, bóng mỡ, đơn độc bay trên bầu trời, giống như một tấm da người. Tôi đã nhớ ra rồi, cánh diều da người. Người bị khảm trên tảng đá chính là cô gái đã kể cho tôi nghe truyền thuyết về cánh diều da người ở trên máy bay, sau đó biến mất một cách ma quái. vì sao cô ta lại ở làng rắn? vì sao lại ở trong tàng đá này? là chuyện gì đang xảy ra? mày nhìn thấy gì thế? Nguyệt bính tay cầm cái hũ đất đen kịt, thấy mặt mũi tôi đờ dài thì cũng ngó đầu nhìn xuống. tôi quỳ sụp dưới đất, phiêu phào, có cô gái. dưới đó, Nguyệt bính kinh ngạc hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống dưới lòng đất. khi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nó nhìn tôi giống hệt các giáo viên và sinh viên trong trường, như thể tôi là con quái vật hay thằng tâm thần vậy. Chẳng lẽ Nguyệt Bính lại không nhìn thấy, tôi ớn lạnh trong lòng, vội nhìn xuống lần nữa. Tảng đá nằm sâu tít dưới khe nứt, cô gái vẫn bình thản nằm bên trong. Đúng lúc đó, từ chính giữa sân cuộn lên một luồng khí xoáy tròn cuốn theo một sức hút khủng khiếp, hút lấy toàn bộ sỏi đá gỗ vụn xung quanh. Sức hút quá mạnh, tôi đã không thể bám trụ nổi nữa. Tôi đã nhìn thấy hai chân mình rời khỏi mặt đất, vào khoảnh khắc sắp sửa bị cuốn phăng đi, bỗng có một bàn tay túm chặt lấy cổ tôi. Nguyệt bính một bàn tay bám vào khe nứt, một tay giữ chặt lấy tôi. Tôi lúc này cứ như tấm ván bay lên thẳng tưng giữa không trung, lục phủ ngũ tảng như bị hút hết cả xuống bụng, chen chúc tại một chỗ, khoang ngực rỗng tuếch như chẳng còn gì hết. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy những món tay nguyệt bính đáng bám lấy khe đất đã trắng bệch, nổi từn khớp xương xanh lét sau đó rách toạc, máu tươi ứa ra dòng dòng. Nguyệt bính, buông tay ra, tôi gào lên nhưng tiếng hét đã bị luồng sức hút khủng khiếp cuốn phăng đi mất. Nguyệt bính gan lì lắc đầu, miệng mấp máy như nói gì đó nhưng cũng bị chìm nhìm trong gió dữ. Chốc sau, cơ thể Nguyệt Bính cũng bay lên, Lơ lửng trong không trung giống hệt như tôi, nhưng bàn tay nó vẫn kiên gan bám chặt lấy mép khe nứt. Tôi lo lắng khủng khiếp, chỉ muốn hất văng tay nó ra. Đúng vào lúc này, cây hũ đất đen xì nãy giờ bị nó đè dưới bụng bị hút lên, bay vọt về phía giữa sân. Trong mớ âm thanh hỗn độn, tôi nghe thấy tiếng dạn nứt lách tách phía sau rồi lực hút chợt yếu hẳn. Huỵch, hụt ích hai tiếng, tôi và Nguyệt Bính đã hạ được thân xuống dưới đất người ngậm xương cốt muốn rời ra từng đoạn sao mày không buông tao ra hà thăng đần tôi nhổ ra một miệng toàn cát mày là anh em của tao nguyệt bính dụi mũi nhìn chằm chằm về phía sân thần rắn hai đầu tôi quay ngoắt lại và thấy thần rắn hai đầu ngay sau lưng mình cảm ơn nhé trên sân còn có một con người đang đứng lù lù lạnh lùng lên tiếng giang những miền linh dị thái lan dương hành triệt Chương 6, rừng sâu vạn độc, 8. 9. Thần rắn hai đầu thần bí lúc này đã mất đi vẻ uy phong trong lần đầu gặp mặt, mềm mặt đổ vật xuống đất. Trên thân thể đen bóng như thép chi chít những vết đục khoét đẫm máu do bầy kiến lửa để lại, trước bụng còn có một vết thương toang hoác, cái đuôi vẫn đang co giật. Thần rắn hai đầu yếu ớt ngỏng đầu, khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp nhìn tôi mỉm cười, bên khóe mắt rỉ ra hai dòng máu đặc còn cái đầu rắn há ngoác miệng, lộ ra hàm răng hình móc câu ngược, nọc độc xanh lét nhỏ xuống tong tòng, cái lưỡi vươn dài liếm lên mặt người phụ nữ, từ trong cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào. Thần rắn đang khóc, nước mắt tôi bất giác ứ ra dòng dòng, chảy vào trong miệng mặn chát. Doang đầy gọng kính trên sống mũi, nhìn Nguyệt Bính bằng ánh mắt âm u, nếu không có chú mày, ta chẳng thể tìm được tới đây. Nguyệt Bính giống như bị điện giật, toàn thân run rẩy, giọng khàn đặc gầm lên, ông là thằng khốn nạn. Ha ha doang phá lên cười, khốn nạn, chú mày có biết ta đã chờ đợi bao nhiêu lâu để có được mày này không? Chú mày có biết ta đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết để tìm ra nó không? Doang chỉ vào tôi, ánh mắt đầy vẻ diễu cợt. Thời khắc này, tôi lại điềm tĩnh lạ kỳ. Tôi chậm rãi tiến tới trước mặt thần rắn hai đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu rắn ghê rợn một làn từ khít lạnh buốt thấm vào tay tôi, những cái vảy thô giáp cứ rách lòng bàn tay, máu tươi dì ra buốt xót. Khuôn mặt người phụ nữ lại cười với tôi, mấp máy miệng nói ra một chàng mà tôi nghe không hiểu. Giọng bà hay tuyệt, dịu dàng, thánh thót, ấm áp như lò lửa đêm đông, sưởi ấm cơ thể lạnh bâng của tôi. Chiếc lưỡi rắn liến khẽ lên mờ u bàn tay tôi, ấm áp vô cùng, đem lại cho tôi một cảm giác thân thương. Tôi bỗng cảm thấy thần rán hai đầu rất đổi thân quen, gần gũi như thể từ trước đó rất lâu, hai chúng tôi là một, chưa từng phân tách. Tôi quay phát đầu lại, giận dữ nhìn chừng chừng vào Nguyệt Bính. Nếu không phải tại cậu ta, tôi đã không đến rừng vạn độc lần nữa và những chuyện đau thương này cũng đã không xảy ra. Nguyệt Bính không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Tình cảm giữa các người đúng là cực tốt, Doang lấy từ trong ngực áo ra một chiếc còi gỗ, thổi lên từng hồi chói tai. Mặt đất đùn lên những hạt đất tròn xoe như hạt gạo, bầy kiến lửa rào rào từ dưới đất chui lên, leo lên người ông ta, trong chớp mắt đã bu kín toàn bộ thân thể, chỉ còn trừa lại cặp mắt. Đầu rắn bỗng mở chừng mắt, ánh mắt tràn đầy thù hận. Gắng sức gượng dậy nhưng cái cổ vừa mới ngóc lên đã mềm nhũn đổ ập xuống. Từ khóe miệng người phụ nữ dì ra một dòng máu, cái đầu rắn nấc lên thê thảm. Người phụ nữ mở hé đôi mắt, mỉm cười lắc đầu rồi chầm chập khép mắt lại. Chỉ có một mình cậu là được thần rắn hai đầu tin tưởng. Doang chỉ vào tôi, bầy kiến lập tức rào rào lao xuống nhưng rồi lại lập tức bỏ lên người ông ta, kín đặc nhung nhúc trông vô cùng gớm ghiếc. Chỉ có bộ tộc người quỷ mới sinh ra kẻ có con ngươi đỏ. Hơm, nhưng sau cóp, song, bộ tộc người quỷ không còn sinh được người nào mang con ngươi đỏ nữa tộc của chúng ta bèn phái người trà trộn vào làng người quỷ mới biết, hóa ra những trẻ sơ sinh mang con người đỏ đều bị đưa ra khỏi nước Thái đến khắp mọi nơi trên thế giới. Có vẻ như bộ tộc người quỷ đã biết được bí mật ngàn năm, hiểu rằng những kẻ mang con người đỏ chỉ là vật hy sinh cho tộc cổ trong cuộc chiến cổ Phật, chứ không thể giải trừ được lời nguyền của bộ tộc người quỷ. Ta và Mangrai đã bí mật bắt cóc người của bộ tộc người quỷ, tra khảo đủ đường, cho tới khi gieo cổ vào họ mới biết, đứa bé mang con người đỏ cuối cùng đã được đưa tới Trung Quốc 18 năm về trước. Sau khi lùng sục khắp nơi, cuối cùng đã tìm được cậu, bí ngô. Vào câu ngắn ngủi của Doang khác nào xét đánh ngang tai, khiến tôi bằng hoàng chết lặng, chỉ lắp bắp được vài chữ, tôi là người Thái Lan. Tôi là người của tộc người quỷ. Chắc các người không biết, bà tổ của bộ tộc người quỷ tên là Su Chin. Nghìn năm trước, chỉ vì một kẻ phụ tình bà đã phải trở thành một quái vật mình nam mặt nữ nhưng cũng là nhờ vào cuốn sách cổ thuật mà bà để lại tộc cổ của chúng ta mới xuất hiện người sáng lập ra tộc cổ là một nhà sư nghe nói là đồ đệ của cao tăng đã cứu được xô chin cũng chính là vị a tràn áo đen đầu tiên của nước thái sau khi học được cổ thuật ông đã bị phật giáo cho là giống khác loài mang thiêu sống tuy nhiên cổ thuật mà ông lưu lại vẫn ngày một lớn mạnh trở thành thế lực uy hiếp Phật giáo ẩn tàng trong bóng tối. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới chiến tranh Phật cổ. Doang chốc chốc lại bật cười nham hiểm. Tôi ngồi thụp bên cạnh thần rắn hai đầu, nhìn thấy sắc mặt người phụ nữ dần dần tím tái nhưng không thể làm được gì. Nguyệt bính vò đầu bứt tóc, khóe miệng tái mét run rẩy. Còn cái gọi là lời nguyền nghìn năm của bộ tộc người quỷ, nói ra cũng thật nực cười. Tuy Su Chin mang hình hài mặt nữ mình nam nhưng cũng lấy vợ sinh con như thường. Ghi nhớ lời dạy của Cao Tăng, bà ẩn cư sâu trong rừng vạn độc. Năm tháng qua đi, các thế hệ con cháu sinh sôi nảy nở, phát triển thành vài bộ lạc phân tán giải rác trong rừng. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 6, rừng sâu vạn độc, 9 9 Nhưng bộ tộc này lại có một hiện tượng lạ lùng, đó là thế hệ nào cũng sinh ta rất nhiều đứa trẻ tật nguyên. Nghìn năm sau, trẻ dị tật ngày càng nhiều khiến họ càng tin rằng đó là lời nguyên của trời cao, không dám bước chân ra khỏi rừng vạn độc nửa bước. Hiếm hoi lắm mới có một đứa trẻ bình thường. Họ lập tức phái ra ngoài, hòa nhập vào xã hội bình thường để học hỏi, hy vọng có thể phá giải lời nguyên. Bạn cung phong cậu, cha lơm, chính là một trong số đó. Tôi nghe mà chết lặng rồi bỗng sực nhớ ra một điều bột miệng hỏi tại vì hôn nhân cận huyết ha ha thông minh lắm doang lẻ lưỡi liếm mấy con kiến bên miệng chắc tại vì cậu từ nhỏ lớn lên ở trung quốc tiếp xúc với quá ít tôn giáo nên mới tỉnh táo như vậy chà lơ muốn học y học để phá giải lời nguyền nghìn năm này đáng tiếc là do bị ảnh hưởng quá sâu sắc bởi quan niệm thâm căn cố đế ở trong tộc cậu ta đã luôn tin rằng đây là lời nguyền tôi nghe mà kinh hãi nhưng sực nhớ tới những bộ xương thân người đuôi rắn tôi vẫn lờ mờ cảm thấy sự việc không hề đơn giản như doang nói vài ngày trước khi cậu tới thái lan ta đã bí mật gặp gỡ bạn của cậu nguyệt bính ta cầm miệng nguyệt bính bật dậy hét toáng lên doang cười nhạt vài tiếng nếu cậu không có lòng tham thì đã chẳng đồng ý với điều kiện của ta bí mật tới thái lan cùng ta học cổ thuật mấy tháng trời bỏ mặc cả lời hứa hẹn với thằng bạn thân thiết nhất sau khi ta gieo cổ độc cho đám sinh viên, lại chấp nhận yêu cầu của ta dụ dỗ bí ngô dẫn mình vào trong rừng vạn độc tìm kiếm làng rắn. Những lời này khiến tôi bàng hoàng đến tận cùng. Nguyệt Bính đã bí mật tới Thái Lan. Khi tôi sống dở chết dở trong nguy hiểm, nó lại đang lù lù ở Thái. Nó đã lợi dụng tôi dẫn đường tới rừng vạn độc để Doang có cơ hội hủy diệt làng rắn. Cảm giác thất vọng, sụp đổ, bị phản bội đã khiến tôi phát cuồng. Tôi đứng dậy, tiến từng bước tới trước mặt Nguyệt Bính, nhìn chừng chừng vào nó. Nguyệt Bính, ông ta nói có thật không? Nguyệt Bính cúi gằm đầu, khóe miệng giật giật. Thằng chó, mày dám lừa tao. Tôi giáng thẳng một đấm vào giữa mặt Nguyệt Bính. Tay tôi đau rát, nhưng trái tim còn đau đớn hơn nhiều. Nguyệt Bính ôm mũi, khuỵu xuống, lời nói nghẹn nghẹt, bí ngô, không phải tao muốn thế đâu. Còn nhớ trước hôm đi Thái, tao đã nói gì với mày không? Có lẽ cú đấm thật lực vừa rồi đã giải tỏa được phần nào uất ức khiến tôi bình tĩnh lại chút ít, đứng thở hồn hển. Nghe Nguyệt Bính nói vậy, tôi bèn hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó. Biết tin được sang Thái du học, đương nhiên là tôi rất vui, đặc biệt là Nguyệt Bính cũng đi cùng tôi. Hai thằng tôi xách chai rượu đi nghe ngang, ngang vòng quanh sân trường, rồi quay về ký túc xá uống một bữa ra trò. Nhưng hôm đó, tôi cứ thấy Nguyệt Bính có vẻ không vui, nó cười không được tự nhiên thoải mái như thường ngày, có lúc còn ngần ngừ như muốn nói gì đó. Tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ đoán giả đoán non chắc thằng cha này đang theo đuổi em nào. Giờ phải đi du học lâu ngày, coi như chấm dứt mối tình đơn phương nên sầu não cũng phải thôi. Sau trận rượu, tôi nằm thẳng cẳng trên giường, cảm thấy thế giới đang xoay tròn, chỉ có tôi là bất động. Nguyệt Bính bỗng lè nhẹ bật ra một câu. Bí ngô, sau này dù có xảy ra chuyện gì, mày cũng phải tin tao tuyệt đối đấy. Suốt hàng trăm nghìn năm qua, tộc cổ luôn tìm kiếm bà ta. Doang nhìn hao háo về phía thần rắn hai đầu đang thoi thóp hơi tàn. Sùa chin chưa bao giờ chết, bộ da và linh hồn của bà ta vẫn bám chặt lấy cơ thể người đầu tiên tiếp xúc với sách cổ thuật, học được bí mật lớn nhất của cổ thuật là trường sinh. Đây chỉ là hóa thân của bà ta, cơ thế thực sự chắc chắn vẫn đang ẩn tàng ở một nơi nào đó trong làng rắn này. Còn cậu, chẳng qua chỉ là quân cờ của ta thôi. Chứng bệnh vẩy rắn mà cậu mắc phải cũng là do ta gieo cổ. Ta thấy cha lơm tuy không thông minh nhưng lại luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi cậu hôn mê trong bệnh viện, ta đã dùng cổ lá che để bịt kín con người đỏ của cậu nhưng cha lơm vẫn nhìn thấy được. Người mang con người đỏ là hy vọng của bộ tộc người quỷ, vì thế không có lý do gì mà cha lơm không cứu cậu. Thế là cha lơm đã dẫn cậu trở về làng rắn, thần rắn hai đầu đã dùng cổ đan trong cơ thể để cứu cậu, tổn thất nguyên khí nghiêm trọng. Nếu không phải bởi thế, ta cũng chẳng thể nào đấu lại nổi con quái vật này. trần tướng đã phơi bày. Hóa ra tôi chỉ là một quân cờ. Tất cả những sự việc xảy ra trong khoảng thời gian tôi đến Thái Lan hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên như tôi vẫn tưởng. Chính vì đôi mắt chết tiệt của tôi mà thằng bạn thân nhất đã phản bội tôi. Mangrai và Doang điềm nhiên lợi dụng tôi. Cha Lơm vì cứu tôi đã để lộ ra vị trí của làng rắn. Thần rắn hai đầu vì muốn cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần nên đã rước họa vào thân. Trong lũng núi vang vọng tiếng gió hú thảm thiết mang theo mùi rắn tanh tươi. Trong lòng trống rỗng như hang núi, tôi vô thức nhìn sang Nguyệt Bính. Nó chấm ngón tay vào chỗ máu mũi giàn rụa sau cu đấm của tôi vạch vẽ loằng ngoằng dưới đất, đánh tao tiếp đi, đẩy tao lại gần doang. Tao biết tao sai rồi, hãy tin tao lần này. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 6, rừng sâu vạn độc, 10. 10. Nguyệt Bính muốn làm gì? Chẳng lẽ nó có cách để trừ khử doang? Tôi nhìn doang trong cái vỏ bọc nhìn nghịt kiến lửa, cảm thấy có làm gì cũng chỉ vô ích. Cả làng rắn đều đã bị ông ta hủy hoại rồi, chúng tôi có thể làm được gì mau không kịp bây giờ nguyệt bính lại ngoái tít vài chữ nữa khẩn thiết nhìn tôi tôi khẽ lắc đầu hai con kiến lửa bò vào mắt doang cắn rách màng mắt chui vào trong con ngươi chảy ra hai dòng chất lỏng đen đặc doang đau đớn rên rỉ để có được mày này ta đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn nhưng giờ đây chỉ còn ta biết được bí mật này ta là người vĩ đại nhất của tộc cổ doang đứng trước mắt chúng tôi lúc này đã không còn là một con người bình thường nữa mà là một kẻ điên một kẻ điên tuyệt đối chúng mày chết đi doang cất giọng lạnh lẽo rồi chắp hai tay lầm rầm tụng niệm Bộp, trên người ông ta như phụt ra một luồng khí hất tung bảy kiến lửa ra bay thẳng lên trời giống như một đám mây đen dợp, úp chụp về phía chúng tôi bảy kiến quá rộng chúng tôi không chạy nổi tôi đã thấy vài con kiến đáp xuống cơ thể vừa vững chân đắc ngoạc cặp răng nhọn hoắt cắn xé tôi nhưng tôi cứ như đã mất đi cảm giác đau đớn thằng khùng chạy mau nguyệt bính xô tôi chạy cuống quýt phủi kiến lửa trên người tôi sau lưng tôi chợt vang lên tiếng gầm rú của thần rắn hai đầu một bóng râm bỗng phủ dợp lên người tôi và nguyệt bính thần rắn hai đầu đã vật lộn thân hình khổng lồ cố gắng ngỏng dậy tôi ngoảnh đầu nhìn thấy gương mặt phụ nữ đang nhìn tôi nở nụ cười thắm thiết mấp máy một câu. Lần này tôi đã hiểu, ta sẽ bảo vệ hai người. Đầu rắn há ngoác cái miệng khổng lồ lộ ra hàm răng tua tủa gai nhọn, dòng dòng nọc độc xanh lét, đớp về phía Doang. Doang thoáng kinh ngạc, giật lùi mấy bước, một đám kiến mau chóng tụ lại, chồng chất lên nhau thành một tấm bình phong che chắn trước mặt ông ta. Cây lưỡi dài ngoãng của thần rắn vụt tới trước mặt Doang ông ta nhanh như chớp đưa tay túm chặt lấy, né sang một bên, tránh cu táp của nanh độc rồi lôi theo cây lưỡi rắn lao về phía cổ rắn. Bảy kiến lửa trên mình doang rào rào bỏ lên lưỡi rắn, nhè nanh gặm khuét rào rào. Doang lôi thật mạnh, chỉ chốc lát sau đã vượt một tiếng, lưỡi rắn đứt đôi, thần rắn hai đầu đau đớn quằn quại trên nền đất. Vảy rắn cỏ sát xuống nền đất vang lên những tiếng đanh sắc như kim loại va đập, khuôn mặt của người phụ nữ mài xuống mặt đất thô ráp, chảy trụa dớm móng. Vô ích, không ai là đối thủ của ta, ruột gầm lên, đuôi thần rắn khổng lồ quật mạnh xuống đất, bắn tóe lên từng đợt cát mù mịt, mặt đất nứt toác nhưng những cú đập cứ yếu dần. Tôi cuống cuồng dục dã, Nguyệt Bính, mày nghĩ ra cách nào đi? Nguyệt Bính cũng đã loạn trọng vì hai chân đã bám đầy kiến lửa đang điên cuồng cắn xé, lúc nãy mày đã bỏ lỡ cơ hội rồi giờ tao chịu. Lúc này, đã không còn nghe thấy tiếng rên của thần rắn hai đầu nữa, chỉ còn thấy vùng bụng phập phồng khe khẽ, dấu hiệu cuối cùng của sự sống. Doang lao tới trước mặt thần rắn hai đầu, thò hẳn cánh tay vào trong bụng thần rắn khuấy đảo thật mạnh. Cơn đau đớn dữ dội lại khiến thần rắn ngóc đầu lên, giận dữ há miệng, the ra chiếc lưỡi nát bấy chỉ còn non nửa nhưng không làm gì được hắn đàn kiến lửa đã vây kín thành một vòng tròn dày đặc quấn lấy chúng tôi khiến chúng tôi không chạy nổi nữa. Doang thọc cả hai cánh tay vào trong bụng thần rắn, lôi ra từng khúc ruột đẫm máu. Đang trong cơn say máu, ông ta không phát hiện ra trên mặt đất đã có một vết nứt dài đang vùn vụt lao về phía ông ta. Ánh sáng trắng từ khe nứt dọi lên trói lọi kèm theo tiếng gầm rít chói tai khiến mảng nhĩ tôi muốn nổ tung. Trong luồng sáng trắng, có một thứ vàng vàng thình lình bay vụt ra, quay tít vài vòng trên không trung rồi úp chụp xuống đầu doang. Cánh diều ra người, những miền linh dị Thái Lan, dương hành triệt. chương 6, rừng sâu vạn độc, 11. 11, doang vẫn điên cuồng khua khoắng trong bụng rắn, không hề nhận ra cánh diều ra người đã xả xuống trên đầu. Phạch một tiếng, cánh diều ra người mở căng hết cỡ, ông ta vội ngẩng lên, còn chưa kịp nhìn rõ, cả mảng da người đã úp chụp xuống á à, doang ra sức quẫy đạp trong mảng da người gào rú man dở Trông ông ta như đang lùng bùng trong một cái bao bố cỡ lớn chốc chốc lại thấy một nắm đấm một bàn chân nhô hẳn ra ngoài từ bên trong vọng ra những tiếng răng rắc ngày một vang vọng cánh diều da người siết chặt lấy doang khiến người ông ta teo tóp hệt như con nhộng doang gào thét điên cuồng gắng hết sức nhoi đầu ra ngoài tấm da người gần như trong suốt nên vẫn loáng thoáng trông thấy bộ mặt hung hãn của Doang In trên mặt da. Thần rắn hai đầu gầm lên một tiếng, quét mạnh đuôi về phía Doang, rồi lại mềm hoạt đổ gục xuống. Bộp một tiếng, trong tấm da người vọng ra tiếng nổ trầm đục như thể lon Coca-Cola bị đập bẹp. Cơ thể Doang đột nhiên biến dạng, mềm nhũn như cục bùn nhão, xương vỡ, mặt bẹp, máu thịt hòa trộn trong tiếng lép nhép liên hồi. Cuối cùng, toàn bộ tấm da người giống như một bao vải căng phồng một chốc sau một đôi chân vươn ra khỏi tấm da người tiếp đó là eo lưng thanh mảnh bộ ngực đầy đặn cánh tay thon thả rồi cuối cùng là một bộ mặt xinh đẹp tuyệt vời chuối biên hóa ma quái và ảo diệu ngoài sức tưởng tượng khiến tôi gần như tắt thở chỉ biết đứng ngây như phỗng trợn mắt nhìn hình hài xinh đẹp xuất hiện từ tấm da người ghê rợn chính là cô gái mà tôi đã gặp trên máy bay chính là cô gái khảm trong khối đã mà tôi vừa nhìn thấy. Sua chin, vài bọt bóng còn di chuyển bên dưới làn da trần mịn màng tuyệt đẹp của sua chin giống như những chiếc nhọt biết đi, chạy qua khuôn mặt mỹ miều, tụ lại trên đỉnh đầu. Khi đi qua hốc mặt còn đội cả con mắt ra ngoài, trông vô cùng khủng khiếp. Vài tiếng lụt phụt vang lên, trên đường đầu sua chin bốc lên một làn khí đen ngòm, cơ thể lắc lư nghiêng ngả. Trong ánh nắng sớm mai vàng rực rỡ, cơ thể bà như được phủ lên một lớp cát vàng. Trong lòng tôi không có một chút ghê sợ, chỉ cảm thấy đẹp, đẹp quá. Vẻ đẹp của sinh mệnh. Thời khắc đó, thậm chí tôi còn hồ nghi, loài người làm sao có thể tiến hóa từ loài khỉ được. Kiếp là kiếp, báo là báo, ra người bọc tâm rắn, hoạn nạn hết chân tình. Giọng su chin mơ hồ ma mị, toát lên một vẻ thê lương khôn xiết. Nghìn năm trước, đại sư đã cho ta một con đường sống nào ngờ đồ đẻ của đại sư lại học lén cổ thuật trở thành a chan áo đen đầu tiên lùng sục trong rừng vạn độc để truy bắt ta gieo cổ rắn vào ta khiến ta biến thành quái vật người không ra người rắn không ra rắn cũng chính là thần rắn hai đầu su chin mắt nhìn chúng tôi vừa thì thầm như tự nhủ vừa bước tới gần thần rắn hai đầu âu yếm ôm lấy thi thể tan nát của thần rắn a chan áo đen làm vậy chỉ vì muốn có được bí mật thay ra trường sinh của ta. Nhưng ta không bao giờ nói với hắn, khi Su Chin đứng lên, toàn thân bên bết máu rắn, giống như một bức tranh sơn dầu đẹp đến rùng rợn, khiến đôi mắt tôi nhức nhối. Ngươi là người có con ngươi đỏ, Su Chin chậm chậm tiến về phía chúng tôi, bầy kiến lửa lập tức rẽ sang hai bên giống như dòng nước tẽ đôi. Tôi hoang mang gật đầu, những miền linh dị Thái Lan, dương hành triệt. Chương 6: Rừng sâu vạn độc 12 11 Không ngờ ta vẫn còn gặp được một con người có con ngươi đỏ. Su Chin nở một nụ cười thê thiết, tùy ta đã trúng cổ rắn, bị giam cầm trong cơ thể rắn nhưng A Chan áo đen không ngờ được rằng, ta đã lợi dụng hiện tượng rắn lột da để lột bỏ bộ da người, trùm lên một tử thi trong rừng vạn độc, có được cơ hội hồi sinh. Ta định chạy ra khỏi rừng vạn độc báo tin cho đại sư rằng đồ đệ của người đã lén học cổ thuật đến nỗi mất hết nhân tính nhưng ta đã phát hiện ra hắn đắc gieo cổ tường trong rừng vạn độc khiến ta không thể thoát ra còn hắn cũng không thể ngờ được rằng cái gọi là trường sinh thực chất chỉ là ngủ vùi khôn tình mỗi năm ta chỉ tỉnh lại một lần vào giờ rắn ngày rắn tháng rắn trường sinh như vậy có nghĩa lý gì vì không muốn để cho a tràn áo đen biết được ta đã thoát khỏi thân xác rắn ta đành phải ẩn mình ngủ vùi trong khối pha lê để né tránh sự săn lùng của cổ trùng. Khi tỉnh dậy lần nữa, ta phát hiện thần rắn hai đầu đã đẻ ra rất nhiều trứng rắn. Sau đó, trứng rắn nở ra toàn quái vật thân người đuôi rắn. Nhìn những đứa trẻ nửa người nửa rắn, ta cảm thấy nghiệp chướng quá ư nặng nề. Nhưng trong số lũ trẻ dị hình, vẫn có một đứa bình thường, nhưng mắt của nó. Sô Chin nhìn tôi chân chân đỏ như máu. Tôi nhịn không nổi, bột miệng a lên một tiếng câu nói này khác nào một nhát đâm thình lình vào giữa đầu tôi còn người đỏ của tôi chính là đặc trưng của hậu duệ tộc rắn tôi tiên của tôi là thần rắn hai đầu trong rừng vạn độc có nhiều thợ săn ra vào nên dần già có kẻ phát hiện ra tung tích của người rắn do thấy họ dị dạng nên đã gán ghép cho một cái tên nực cười là bộ tộc người quỳ a à chan áo đen lại tìm đến ngấm ngầm gieo đủ loại cổ vào họ người bị trúng cổ, hễ bước chân ra khỏi rừng vạn độc lập tức sẽ hiện nguyên hình, mạch máu toàn thân nứt toác mà chết. Đây cũng chính là chân tướng của lời nguyền nghìn năm. Chỉ có người mang con người đỏ mới thoát khỏi sự ràng buộc của lời nguyền, ra được khỏi rừng vạn độc. Chính vì vậy, một người mang con người đỏ đã mật báo cho sư phụ của A Chan áo đen. Sau đó sư phụ đã bày kế bắt A Chan áo đen hỏa thiêu. Nghìn năm qua, chuyện này càng đồn càng sai, mới nói rằng người mang con người đỏ là nhân vật then chốt trong cuộc chiến Phật cổ. Tuy hàng năm, ta chỉ tỉnh ngủ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng qua lời kể của người trong tộc, ta cũng biết sơ qua tình hình. Thế là ta quyết định để cho bộ tộc đưa những đứa trẻ sơ sinh mắt đỏ ra ngoài để tránh bị liên lụy. Tôi đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không chút phản ứng trước lời kể của Su Chin nhưng cảm thấy giọng nói của Su Chin đang yếu đi rõ rệt. Bà, sao thế Nguyệt Bính hỏi. Sùa Chin liếc nhìn Nguyệt Bính, tộc cổ. Nguyệt Bính lắc đầu, rồi lại gật đầu. Sùa Chin mỉm cười. có phải tộc cổ hay không? không quan trọng. quan trọng là tâm có bị mê hoặc hay không. Nguyệt Bính chợt dùng mình, sắc mặt như kẻ ngủ mê vừa tỉnh, trả lời dứt khoát, không. vậy thì tốt. Sùa Chin mỉm cười để lộ núm đồng tiền xinh xắn, sắc mặt ngây thơ như đứa trẻ. Nhìn nụ cười ấy, tôi bỗng chân tĩnh hơn nhiều, sực nhớ ra rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng đúng vào lúc ấy, sắc mặt xua chin bỗng tái nhợt, há miệng thổ ra một bụng máu tươi. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 6, rừng sâu vạn độc, 13 12 Máu tươi nóng hổi phun đầy mặt tôi, xua chin nâng cánh tay mềm rũ vươn về phía tôi nhưng rồi toàn thân mềm nhũn ngã nhào vào lòng tôi. Nguyệt Bính cuống quýt lục tìm thứ gì đó trong ba lô. Sô Chin lắc đầu, lại thổ ra một bụng máu nữa, vô ích thôi. Bản thể của ta đã chết rồi, ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. May sao? Cơ thể bà lạnh đi nhanh chóng trong lòng tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, Sô Chin, người con gái khổ mệnh của một nghìn năm trước sắp chết thật rồi. Người con gái ôm trong lòng mối hận thù bị người yêu phản bội, chưa một phút giây nào được sống hạnh phúc giờ đang lịm đi trong tuyệt vọng. Chắc bà muốn ngủ yên từ rất lâu rồi nhưng số phận không buông tha cho bà, khiến bà tiếp tục phải chịu đựng nỗi đau khổ bất tận. Giờ đây, Dư Chin đã sắp được giải thoát khỏi nỗi khổ ải ngàn năm nhưng trong người bà lại mang dòng máu tà ác của Doang, không biết rồi sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục. Cậu, so Chin thì thầm bên tai tôi, cậu, hãy nhớ, Doang không phải lác A chàn áo đen cuối cùng sau này phải hết sức cẩn thận. Nước mắt tôi nhỏ xuống mặt bà, đọng đầy trên gò má trắng muốt. Đừng bận tâm đến thân thế của mình, hãy để khổ đau chìm vào quá khứ, vui vẻ tin vào tương lai. Xua chin hít vào một hơi, sắc mặt bỗng hồng lên. Đó là thời khắc hồi quang phản chiếu. Tâm hồn tôi cũng nguội lạnh theo thân xác bà. Xua chin ngẹo đầu sang một bên rồi từ từ khép mắt nhưng khóe miệng vẫn đọng một nét cười, cất giọng yếu ớt tuy ta không biết cậu nhưng ta tin cậu. Nếu có thể, hãy giúp ta tìm lại em trai. Tóc, tóc nó. Tôi không nghe rõ mấy từ cuối cùng, đành phải ghé sát vào miệng bà nhưng vành tay tôi chỉ chạm phải sự giá lạnh chết chóc. Su Chin đã chết. Tôi lại chìm vào hoang mang. Su Chin không biết tôi, vậy cô gái giống nà như lột trên máy bay là ai? Sai bà lại còn em trai gì nữa? Tóc, tóc gì kia? Tôi cứ đờ đẫn ngủ ôm Su Chin trong nắng vàng rực rỡ. Bởi vì tôi không biết phải làm gì. Bí ngô, chúng ta, Nguyệt Bính ngập ngừng, chúng ta hãy chôn cất cho bà ấy. Mày cốt đi, tôi gầm lên như muốn chút hết cơn giận dữ âm ỉ trong lòng. Tao biết mày không tin tao nhưng mày phải nghe tao giải thích. Nguyệt Bính châm một điếu thuốc, nhét vào miệng tôi. Tao không lừa mày đâu, tao cũng bị lừa cơ mà. Nguyệt Bính xách ba lô lên, một tay đốt túi, ánh nắng sớm khiến cái bóng nó đổ dài lê thê. Hãy tin tao, giờ thì mày phải mai táng cho bà ấy, ra khỏi rừng vạn độc, quay về trường, tao sẽ giải thích rõ ràng với mày. Nguyệt Bính lùi lũi đi ra phía cổng, lúc ấy có làm bạn nữa không, tùy mày quyết định. Tôi bế thì thể lạnh ngắt của Su Chin lên, thẫn thờ bước theo nó. Tôi tự nhủ với lòng, tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào rừng vạn độc nữa phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn